Bữa nay mày hồi xuân nữa hả Mật? Làm gì để bắt hồi lộ vậy Mật? Mập bắt hồi lộ hay bắt cào cào? Mồi nó mồi giật giật cho mồi. Mồi ra phụ ông ngoại, ra phụ ông ngoại bắt hồi lộ mau. Mau ra phụ ông ngoại Mật bắt hồi lộ rồi. Bắt cái gì ở dưới rồi nó lặn hợp dưới kìa. Hello. Mệt. Mệt. Có cái gì vậy? Cỏ xuống phụ ông cơ ơi. Ê thụ phụ ngoại ông ngoại ông ngoại, lại xuống. Ở xuống phụ chồng ơi. Hả? Ở xuống phụ chồng bắt hồi lội. Ở xuống phụ chồng không? Cỏ. Cỏ nó lội kìa. Cỡ nó phụ mực nó bắt kìa. Dữ mực, ôi cái đầu đâu rồi. Không thấy nó đâu luôn rồi. Không ai biết cái gì đâu rồi. Ra cho cha chú ta bắt. Gì vậy? Con mau này. Không bắt bây giờ con đau lỡ. Mau. Dạ anh xuống phụ ngoại bắt rồi lòi. Phụ ngoại bắt cái gì đó. Phụ ngoại đi. Rồi kiếm đi. Phụ bắt, nói phụ bắt chồng không? Nói. Nói xuống phụ chồng bắt lại lòi ơi. Xếp. Xếp xuống phụ ông ngoại mực, phụ ngoại mực bắt lại lòi ơi. Bắt cái gì nãy giờ kìa. Gì tại có con này. Rồi giờ anh xuống phụ bắt này, giờ anh xuống, giờ anh ủi ủi, giờ anh phụ bắt rồi đó. Con mực này bữa nay nó trứng đời dữ ta. Làm gì bữa nay nó hồi sưng nữa lời. Nó tâm tư tâm tắc mà vẫn đi kim nó bắt rồi mọi người. Lên đi Mật. Cái gì á, không biết nó bắt con gì nữa. Ủi 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 đó rồi, lên lên rồi. Nó đi lên rồi đó đó. Mình bẫy nó rồi. Đi đây Bẻo. Mật mập đây đây. Để đây anh hỏi ra bắt con gì á. Dạ đi lên đi. Con bắt lên đi lên đi, đứng nó hoài à. Con mù mù này. Ngu mắt xanh lè để bắt được gì đâu thôi. Mực mập đây đây. Mực 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 mực. Đây đây Biểu. Mực mập. Mực. Anh kêu là Biểu nãy giờ không nghe mày, ba tao khèn giọng rồi nghe mày. Đây đây. Rồi. Rồi giờ đã bắt tiếp rồi. Rồi không có mỏi nữa. Ăn luôn rồi boy, bắt được con ăn luôn rồi. Bắt gì mày? Dạ thì lớn nổi ra đây anh cứu. Rồi bây giờ rồi tôi lên vậy cũng bắt anh cứu nữa tay ôi ước mình mực mập ơi có gì mực mập rồi lên thôi lăn cho khô ơi cái gì thấy động động nước rồi không thấy con mực đâu để nó nữa rồi ta bắt nó nữa qua mực mập nó nữa kìa mọi người nó kìa bắt hồi nãy giờ bắt mấy bên đây hồi nãy nó bắt mấy bên đây giờ quá lắm đó rồi con này nó qua đây nó hồi sưng dữ ta nên chú mực chó săn tở lại mực hồi sưng thì tở thành chó săn rồi dữ thiệt thôi đi mực đi lên đi mực bắt cái gì vậy bắt cái gì có con mình nó biết rồi không con nào bắt con mình nó bắt hồi nãy giờ mơ mơ nãy nó còn phụ giờ nó nhắm phụ hết nổi lại làm cớp bên ngoài nó có rồi nổi sáng rồi mực mạp chứ con này nuôi xuống phụ bắt có dung cố ơi đâu nằm có gấm này hả mật mập gì vậy ta có gì không mà mật bắt hả mật chui xuống đây luôn rồi đây này cỏ sụp sụp đây nè chắc chuột ha, chị đà vậy chủ có kỳ đà con gì dưới nó ở dưới mất bớt đó mọi con mực không có được ra đi mọi ơi cái bữa tới đây nè tèo lên rồi nhảy xuống bắt tiếp mấy con này quay đứng bên bờ con xuống ối xuống phụ chồng bắt ơi nè sao hai chồng bắt cho vui để nó bắt mình tội nghiệp nó bắt rồi cặp 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 mấy nó bắt có ngung nó mù rồi nó mũi nó không có thính nữa nên là không cho nó bắt
chiều mình ra mình ngồi đây là tụi nó hứng, tụi nó ra, tụi nó ngồi kế bên mình, nó hửi, nó thấy hơi, nó bắt. Nó nghĩ đi mà coi mệt. Mệt mệt. Đi lên. Nghỉ đi. Nghĩ gì đó, nghĩ gì đi cà sụm mà đi không nổi, mà còn bè đặt đi bắt con này con kia. Nghe ơi, coi. Đó, mặt mũi nó đó. Đi cà sụm cà sàng vậy đó, mà còn đi bắt con này con kia mày cũng dữ à. Không biết dung cái mạnh chê cho nó khô khô cái mật. Dung một cái. Kêu dung một cái.